Em xin chào cô chú anh chị và các nhà đầu tư. Hiện tại em đang có mặt tại xã Tân Lập của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Thì em có nhận một thửa đất ruộng để review cho cô chú anh chị mình xem tham khảo để mình đầu tư nha. Thì cái thửa đất ruộng á của mình nó là được 30 công nha cô chú anh chị. Thửa đất ruộng của mình nó là một sổ một và một lô một nha. Thì thửa đất ruộng của mình nó là vị trí từ cái bờ bên này nha cô chú anh chị. Đi theo con lộ đất này, tiếp giáp với con lộ đất này đó là mặt tiền được là 210m nha. Và một mặt tiền vô đó, mặt tiền hậu vô đó cô chú anh chị thì được là 120m nha. Thì đất mình ở đây là hai mặt tiền nha cô chú anh chị. Và đất mình ở đây là tiếp giáp một con kênh luôn. Kênh này bề ngang là rộng khoảng hơn 20m nha cô chú anh chị. Thì kênh này mình dùng để mình tưới tiêu. Hàng năm thì ghe lúa mình vô đây để mình lấy lúa khi tới mùa đó cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền còn lại cũng là một con kênh luôn nha cô chú anh chị. Kênh nó bề ngang rộng khoảng hơn 6m nha. Kênh thì ở đây là toàn bộ là kênh thông hết nha cô chú anh chị. Rồi đất mình hai mặt tiền. Một mặt tiền là 210 và mặt tiền còn lại là 120m nha cô chú anh chị. Và cái ganh tầng này từ vị trí thì cái bờ này cô chú anh chị vô tới cái bèo trắng trong đây. Đó cô chú anh chị, vô tới ganh bèo trắng đó là hậu đầu này vô là 150m nha cô chú anh chị. Và cái phía sau đó, bờ ngang phía sau đó là 125m nha cô chú anh chị, là phía sau mình là nở hậu nha. Thì hiện tại á, đất mình là cách quốc lộ 62 đó tầm khoảng 2km nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình đi đường quốc lộ 62 á, thì khoảng 2km là mình sẽ được vô được tới đất nha. Và cái hướng đi còn lại đó cô chú anh chị, đây là hướng còn lại là theo tay em là hướng đó là hướng của tỉnh lộ 87B nha cô chú anh chị. Đó, đó là hướng tỉnh lộ 87B nha cô chú anh chị. Thì cái hướng đó là cô chú anh chị mình đi xe máy, xe ba gác, xe ô tô mình vô tới đây là cách đất khoảng 400m nha. Thì đất mình là cách đường ô tô, đường xe ba gác đó tầm khoảng 400m nha cô chú anh chị. Đất mình ở đây thì có hai hướng vô nha. Và đất mình ở đây là nằm trong cái diện là địa bao hai vụ nha cô chú anh chị. Thì ganh gấp chủ đã cầm trụ đầy đủ và hết nha cô chú anh chị. Sổ thì sổ hồng nha. Trước khi bán là chủ đã đi trừ biến động rồi nha cô chú anh chị. Thì tổng diện tích của lô đất này là 30 công. Thì chủ đã trừ biến động rồi. Trừ biến động khoảng gần 1 công nha cô chú anh chị. Thì diện tích của mình là còn khoảng 29 công nha. Thì đất mình ở đây là cách thị trấn Tân Thạnh đó cô chú anh chị tầm khoảng 8km nha. Cách trung tâm của huyện Mộc Hóa tầm khoảng 6 cây. Và cách thị xã Kiến Tường là khoảng 12 cây nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh đó, mình về tới thửa đất này là khoảng 100 cây nha, là 100km nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị mình đi đường biên giới đó, thì về tới lô đất này tầm khoảng 80-85km nha. Hiện tại thì đất mình ở đây đó là chưa có điện nước nha cô chú anh chị. Điện nước thì nằm ở dưới kia, thì cách cái đường ô tô, đường bãi gác đó lên tới đây khoảng 400m nha. Thì ở dưới đường ô tô, đường bãi gác đó thì có điện nước rồi nha cô chú anh chị. Thì cách ô tô, cách bãi gác, cách điện nước khoảng 400m nha. Hiện tại thì chủ đang giảm giá một thửa đất ruộng này nha cô chú anh chị. Lúc trước thì chủ kêu giá bán của thửa đất này là 130 triệu nha cô chú anh chị.
Thì hôm nay chủ đã báo lại với em á, là chủ sẽ giảm giá còn là 110 triệu. Thì 110 triệu một công đó cô chú anh chị. Thì với giá là 110 triệu một công, chủ sẽ cho mình thương lượng thế chút đỉnh nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình á, về đây xem đất á, mình muốn gặp chủ để mình trao đổi giá cả thế má đó. Thì em sẽ cho cô chú anh chị mình gặp chủ để mình trao đổi thêm nha. Xem họ có thể bớt được nữa hay không, hay là họ bớt thế mình được bao nhiêu nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình về đây á, dù mình mua cái thửa đất này mình không sử dụng, thì bên em vẫn có thể thuê lại của cô chú anh chị mình với giá là một năm á, là 18 triệu trên một mẫu nha cô chú anh chị. Là 18 triệu là 10 công đó trên một năm. Thì em có nhận thuê lại cho cô chú anh chị mình nha. Thì cô chú anh chị mình quan tâm đến cái thửa đất này thì liên hệ với em. Em tên là Linh, qua số điện thoại là 0949 394 622. Em sẽ kết nối cho cô chú anh chị mình sở hữu thửa đất này nha. Thì em cảm ơn cô chú anh chị các nhà đầu tư đã xem video của em. Thì em kính chúc cô chú anh chị và các nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha. Thì mong cô chú anh chị các nhà đầu tư mình cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh để em có động lực đi tìm những nguồn đất mới. Em quay em giới thiệu nghiệp view cho cô chú anh chị và các nhà đầu tư mình xem mình tham khảo nha.